Thưa quý vị và các bạn, vào ngày hôm nay Quốc hội khóa 13 đã bắt đầu kỳ họp thứ hai nhằm xem xét quyết định các vấn đề quan trọng về xây dựng pháp luật và phát triển kinh tế xã hội. Trước giờ khai mạc vào sáng nay, các đại biểu đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, các Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lão thành cách mạng cùng các đại biểu Quốc hội đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại". Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đại biểu Quốc hội đã bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao vĩ đại của Người với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta.